mời thần tốt nha. Lễ hiền muội, sao đến giờ này mà muội chưa đi nghỉ? Còn chờ sáng ngày mai còn chuẩn bị tiễn đại huynh. Đại đại, đêm nay muội không có tài nào ngứa tiếc luôn. Thì muội có đau buồn tiễn tương tới ngày. Tiếp anh thanh ca ca. Phần tương lai tình anh Giang Cao và tất chị Thanh Tam như nà ơi mùi đau sao cho tình mình đánh do dơ. Chị ngồi phải có tròn đánh đá cho xong. Môi phải đã đợi ơ nghĩa dưỡng sinh. Môi chúc còn quên đã có đề tờ bái nhỏ quý cho cha mẹ lòng. Cô chào chào cô nha. Ở đây hãy hẹn cô. Đừng đi nữa. Vậy hả? Vậy hả? Cũng vì anh phúc đôi ta nên huynh mới đến Trường An quy kiếm bàn khoa lâu. Hey, vỗ tay cái nhà. Con ngắm
hát vui đánh kéo mỗi ơi hãy đợi ngày về ta sẽ đẹp chờ chúc mai để bù đắp lại những vui ngày sau người ơi vẫn còn dòng dòng đã của những con vật cứ thế nào nữa đi để rơi sầu điểm đưa tiền cho huynh mang theo làm hành trang kỷ niệm dạng dầm đăng trình sưởi ấm lại lòng Yeah.
sớ kia. Chỉ có mình ta với ta mà thôi. Hay quá. Mỗi ai những giọt nước mắt tiễn đưa nhau ngày nào trên bến nàng. Quân đã chẳng chiêu tình là giọt tình tình tiêm kỷ niệm lũ vào hồn để nhớ để thương. Mỗi nở phụ tình chẳng chút quyến thương để ta đau khổ dằn dằn như từ nay ta cô chuyên tình tình như thiên nga mùi xuân trong cha lời quên mình xuân lá giống như bao cuộc tình hằng tôi riêng ta bên hồ chút lệ xót xa nghiêng nhau quá tuyệt vời. Cảm ơn Trúc Nguyễn Văn Trúc nha. Cảm ơn anh đã đến giao cùng em gái nha.